Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 10, Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Dự đại hội có đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy và Liên đoàn Lao động các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động qua các thời kỳ và 248 đại biểu tiêu biểu. Báo cáo chính trị nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động nỗ lực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. 11 trên 11 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn tỉnh đã đề ra. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng những việc làm thiết thực, với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.237 đoàn viên, 40 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện chỉ thị số 05, nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị được quan tâm chú trọng. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn được đổi mới, phát triển, nâng cao về chất lượng, có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển và vững mạnh. Dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà công đoàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn thực sự là cầu nối quan trọng giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với người lao động. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị công đoàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đó là một số nội dung, nhiệm vụ mà công đoàn tỉnh cần tập trung để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Một là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người lao động và hoạt động công đoàn. Hai là xây dựng củng cố tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở, có đủ phẩm chất chính trị, có năng lực trình độ đáp ứng được yêu cầu, thực sự quyết tâm trách nhiệm với công tác công đoàn, quan tâm hơn nữa về phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Ba là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, hướng mọi hoạt động về cơ sở vì đoàn viên, tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng phong phú, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn cơ sở để đoàn viên, người lao động nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan đơn vị. Bốn là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Trọng tâm là lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở. Năm, các tổ chức, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn và các cấp vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công đoàn tổ chức và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tại trạm y tế xã Xin Suối Hồ, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, đồn biên phòng Xin Suối Hồ đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Đây là hoạt động tri ân người cao tuổi, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023.
Tại chương trình, các y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Trạm Y tế xã Xin Suối Hồ cùng cán bộ quân y đồn biên phòng Xin Suối Hồ đã thăm khám tư vấn sức khỏe cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn của xã Xin Suối Hồ. Người cao tuổi được khám sức khỏe tổng quát, phát hiện các bệnh lý về cơ xương khớp, đau mỏi vai gáy, rối loạn giấc ngủ. Siêu âm tổng quát kiểm tra sức khỏe và trải nghiệm một số dịch vụ như là xoa bóp, bấm huyệt, điện xung, điện châm, đèn hồng ngoại, phát hiện một số bệnh không lây như là tăng huyết áp, đái tháo đường và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Mỗi người cao tuổi tham gia chương trình được tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh giao mùa và được cấp phát miễn phí một số loại thuốc bổ. Chương trình khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại xã Xin Suối Hồ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam. Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 10 năm 2023 tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên làm việc tại các sở ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Mỗi cơ quan đơn vị thành lập một đội dự thi không quá 10 người. Thi theo đội, mỗi đội dự thi tham gia đầy đủ 3 phần thi, chào hỏi, kiến thức cải cách hành chính và thông điệp cải cách hành chính. Hội thi là sân chơi bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh, thiết thực và hiệu quả. Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023. Thể lệ hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023. Cách chấm điểm. Ban giám khảo chấm điểm độc lập theo thang điểm và phiếu chấm điểm cho từng phần thi do ban tổ chức hội thi ban hành. Tổ thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp điểm của các thành viên ban giám khảo. Đối với phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức, cải cách hành chính, trả lời câu hỏi tự luận, các thành viên ban giám khảo chấm điểm chênh lệch nhau không quá 1,5 điểm. Đối với phần thi thông điệp cải cách hành chính, các thành viên ban giám khảo chấm điểm chênh lệch nhau không quá 3 điểm. Nếu điểm chấm của các thành viên ban giám khảo vượt quá số điểm chênh lệch của từng phần thi nêu trên thì tổ thư ký tổng hợp báo cáo thành viên ban giám khảo thống nhất. Trường hợp không thống nhất được điểm chênh lệch, trưởng ban giám khảo sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Lai Châu xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là một trong những tiêu chí cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại bộ phận một cửa xã Nậm Manh, trung bình mỗi ngày có gần 40 lượt người dân đến làm các thủ tục hành chính. Nhà ở xa trung tâm nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được bộ phận một cửa của xã. Nhưng chỉ trong vòng 30 phút, các thủ tục đã được hoàn thiện. Cán bộ tiếp nhận thông tin và xử lý thủ tục cho người dân rất nhanh và kịp thời. Người dân chúng tôi không phải chờ đợi, mất nhiều thời gian như là trước kia nữa. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nên ở các xã vùng khó khăn cũng được ưu tiên nguồn lực để đầu tư thiết bị công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cái cơ quan đơn vị trong việc giải quyết cái thủ tục hành chính, đồng thời là thường xuyên rà soát để giảm bớt cái thời gian cũng như là các thành phần hồ sơ trong các cái bộ thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai rồi là các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu, 9 tháng đầu năm nay đã tiếp nhận trên 39.000 hồ sơ, trong đó có hơn 20.000 hồ sơ trực tuyến, đã thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục. Tỉnh Lai Châu có quan điểm cải cách hành chính phải đảm bảo được sự nhất quán và có sự đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở để địa phương đưa ra những quyết sách phù hợp trong công tác điều hành của chính quyền. Nâng cấp cái cổng dịch vụ công hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để có cái kho số hóa để đưa vào dữ liệu để thực hiện và yêu cầu 100% cán bộ công chức viên chức phải thực hiện 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết thực hiện số hóa, và đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá cái hiệu quả công việc của cán bộ công chức một cửa, nâng cao chỉ số hài lòng cho người dân và góp phần vào các cái chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, ở các thôn bản vùng sâu còn thành lập các tổ công nghệ số để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục bằng hình thức online. Cách làm này vừa hiệu quả vừa tiện ích, giúp người dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận với công nghệ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Bộ Chính trị phát động từ năm 2009 qua gần 15 năm triển khai thực hiện trên địa bàn xã Mường So, huyện Phong Thổ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã thay đổi tích cực với việc ngày càng có nhiều người Việt ưu tiên và tin dùng hàng Việt. Đối với gia đình chị Trần Thị Thảo, là một hộ đã buôn bán tại chợ thôn Tây Nguyên, xã Mường So từ nhiều năm nay cho biết. Trước đây, gia đình chị bán các mặt hàng của Trung Quốc còn nhiều. Nhưng hiện nay, nhận thức của người dân trên địa bàn được nâng lên. Chính vì vậy, việc lựa chọn các mặt hàng tiêu dùng cũng có sự thay đổi. Hiện nay, cửa hàng tạp hóa của gia đình chị chỉ nhập hoàn toàn hàng Việt Nam, chủ yếu là các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày. Cửa hàng nhà tôi cũng được gần, mở tạp hóa cũng được 7-8 năm rồi. Nhưng mấy năm về trước thì đúng cái hàng của Việt Nam nó hơi kém. Như bây giờ 3-4 năm về bây giờ thì cái mẫu mã của hàng Việt Nam nó cũng thay đổi lên rất nhiều. Mà chất lượng cũng có đi lên. Nên là bây giờ tôi nhập những cái nhà của nhà phân phối nó có tin tưởng để mình cung cấp để cho phục vụ cho các bà con ở xung quanh đây người ta sử dụng cho nó yên tâm. Bây giờ thì các thượng đế đến đây thì lúc nào tôi cũng phải tư vấn cho khách hàng để dùng những cái hàng của Việt Nam để mình được đảm bảo an toàn hơn. Để người dân tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều hơn các mặt hàng tiêu dùng chất lượng xuất xứ Việt Nam, hướng tới kinh doanh cạnh tranh công bằng, đặc biệt đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân xã Mường So đã xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo xuống các bản để triển khai tuyên truyền cuộc vận động với nhiều hình thức, khuyến khích chỉ đạo vận động cán bộ, công chức, giáo viên, cơ quan đơn vị nhà trường đứng chân trên địa bàn khi mua sắm, đầu tư trang thiết bị, sử dụng ưu tiên chọn hàng Việt. Ngoài ra, treo băng rôn, tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn các tổ chức cá nhân cam kết không sản xuất, mua bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá và các hành vi kinh doanh trái phép khác. Ủy ban sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, bà con đoàn thể là tuyên truyền đến bà con nhân dân Việt Nam ưu tiên là dùng hàng Việt Nam của chúng ta, thì là khuyến khích là mua những cái sản phẩm mà bà con ở trên địa bàn chúng ta mà sản xuất ra, đấy là tiến hành tự cung tự cấp ở trên địa bàn. Ngoài ra thì cũng khuyến khích các sản phẩm đấy là các hộ gia đình mà chăn nuôi quy mô với có những sản phẩm như sản phẩm có thể mang lại thương hiệu cho mà làm, khuyến khích là các hộ gia đình là đăng ký mà làm sản phẩm ô cốp trên địa bàn. Với việc tuyên truyền hiệu quả như vậy, hiện nay tỷ lệ hàng Việt trên địa bàn xã Mường So đã đạt trên 90%. Mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý. Hàng Việt không những được người dân trong xã và các xã lân cận ưa chuộng, mà quan trọng hơn là dần chuyển biến nhận thức của người tiêu dùng về lựa chọn hàng hóa. Không những thế, nhân dân các dân tộc trong xã được tìm hiểu, mua sắm những mặt hàng chất lượng cao do chính các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Thưa quý vị, thưa các bạn, văn hóa công sở có tác động trực tiếp đến hiệu quả công việc. Vì vậy, việc tạo môi trường làm việc văn minh, xanh, sạch đẹp đã và đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tân Uyên, Lai Châu tích cực triển khai. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cơ quan quản lý nhà nước với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính văn minh hiện đại vì nhân dân phục vụ. Việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, xanh, sạch đẹp góp phần tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở, nâng cao chất lượng công việc, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại chi nhánh Bảo hiểm xã hội huyện Tân Uyên, Viện Kiểm sát huyện Tân Uyên từ đại sảnh đến các phòng làm việc đều được sắp xếp trang trí những chậu cây xanh đẹp mắt, tạo nên góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cán bộ công chức, người lao động và khách đến cơ quan làm việc bởi không gian xanh, sạch đẹp ở nơi đây. Sau chiều thứ 6 là tổ chức anh chị em cơ quan dọn dẹp vệ sinh cơ quan. Đấy, cái đặc thù là cơ quan bảo hiểm mà có bộ phận tiếp nhận để tiếp đón người dân đến để giao dịch, đổi thẻ rồi là hỏi về các cái chế độ, thì chúng tôi cũng phải tạo một cái môi trường là thân thiện giữa cán bộ bảo hiểm và người dân, là có cái môi trường làm việc xanh sạch đẹp này. Tại trường Trung học cơ sở Tân Uyên, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã tích cực xây dựng cảnh quan trường học xanh sạch đẹp, giúp học sinh được học tập vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các nhà trường. Mỗi ngày đến trường, các cán bộ giáo viên đều dành ít phút đầu giờ tham gia chăm sóc cây, dọn vệ sinh khu vực học tập và giảng dạy.
Hàng tuần, công đoàn nhà trường đều tổ chức lao động, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, tạo môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn. Những cái tổ chức của nhà trường đã cho các em học sinh tạo những cảnh quan trong môi trường xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh trong các lớp học và trên các hành lang của lớp học, tạo cái môi trường thân thiện cho học sinh. Liên đoàn Lao động huyện Tân Uyên hiện nay có 68 công đoàn cơ sở với hơn 1.800 đoàn viên. Đơn vị luôn xác định phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị xanh sạch đẹp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào đã tạo thành mục tiêu, động lực để mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cũng như mỗi đoàn viên xác định được vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng môi trường cảnh quan nơi cơ quan công sở xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đối với cái mô hình cơ quan văn hóa xanh, sạch, đẹp thì Liên đoàn huyện sau khi nhận được các kế hoạch của Liên đoàn tỉnh thì Liên đoàn huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên lên phương án xây dựng cơ quan văn hóa công sở xanh, sạch, đẹp. Thì trong năm qua thì đã có 10 công đoàn cơ sở là được Liên đoàn huyện tặng giấy khen, và trong đó là 2 công đoàn cơ sở là Liên đoàn huyện là đề nghị Liên đoàn tỉnh tặng bằng khen. Trong thời gian tới, Liên đoàn huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở là duy trì và có biện pháp cụ thể nhằm duy trì mô hình cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt cơ quan đơn vị doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp. Để phong trào tạo sức lan tỏa, Liên đoàn Lao động huyện Tân Uyên cũng đã phát động cuộc thi Góc làm việc xanh, cơ quan xanh sạch đẹp năm 2023, được đông đảo cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị, văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện. Tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số. Hiện nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đã kết nối tới 100% các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp của tỉnh đã triển khai đến 134 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở. Hiện tại 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối internet cáp quang. Cùng với đó, một số dịch vụ đô thị thông minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu triển khai thí điểm, như hệ thống phản ánh hiện trường do phòng quản lý đô thị khai thác sử dụng, hệ thống giám sát an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, góp phần đắc lực cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thời gian qua, công tác đăng ký xe đã có những bước chuyển đổi tích cực, thường xuyên thay đổi tư duy quản lý từ đăng ký thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện lần đầu tiên được quản lý thống nhất, tập trung trên hệ thống mạng, máy tính, từ cục đến công an cấp huyện, bắt buộc phải nhập đầy đủ dữ liệu mới in được giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa sai phạm tiêu cực, hoàn thiện thể chế đăng ký, quản lý cho phù hợp với thực tế và yêu cầu công tác, tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp với các bộ ngành sử dụng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe, rút ngắn được thời gian đăng ký. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đăng ký mới 590 xe ô tô, 10.621 xe mô tô, nâng tổng số phương tiện đang quản lý là 12.810 ô tô, 213.829 mô tô. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Mường Tè đã thực hiện tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được 252 cuộc với 23.373 lượt người dân tham gia, vận động 9.022 hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm huyện đã tăng cường việc kiểm tra, tuần tra, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, phát hiện và xử lý 15 vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 189 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 12 điểm cháy thảm cỏ. Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè đã chỉ đạo huy động các lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời, không để cháy lan vào rừng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.